Trước đây cái vùng này là vùng chuyên trồng bắp đậu thì nói chung là kinh tế họ một năm một vụ thôi, lúc thì trời thuận thì có thu nhập, còn rồi hạn thì coi như là hầu như cũng mất trắng. Thì nho này thì bà con đưa về trồng từ thập niên 90, còn cánh đồng nho Thái An này cũng gần sắp xỉ 200 hecta, nằm dưới chân là vùng đệm của vườn quốc gia núi Chú, bữa nay là khu dự trữ sinh quyển của thế giới đó. Thiên nhiên cũng ưu ái cho nên cái vùng này nó mang tới một cái vùng khí hậu khác biệt hơn cái một cái vùng khác, cho nên là dẫn tới cái cây trồng nó có hiệu quả hơn, chất lượng tốt hơn. Từ đó bà con mới chuyên về trồng nho, thì lúc đó bà con mới đặt cả tâm huyết vào cái cây nho. Này thì nó rất đa dạng mùi hương, tùy theo mỗi người cảm vị có mùi hương khác nhau, mùi xoài, mùi trứng cá, mùi nhãn, mùi gì đó, tùy theo mỗi người có cảm nhận của họ, nó có vị đặc trưng, nó lạ vậy, cho nên mới kêu là
ở thành phố thì xô bồ, mà tới những cái nơi như vậy á, tới được cái vườn nho mà nó xanh mát như vậy thấy sảng khoái. Sau những ngày làm việc mệt mỏi ở thành phố, trái thì vừa vừa nhưng mà nó rất là ngọt. Mà được cái vườn nho như vậy á, thì là mình phải nghĩ tới công sức của những cái người mà trồng rất là cực. Mà để được những cái trái như vậy là phải chăm bón rất là kỹ mới có được như vậy.